Giang Mạnh miền Tây xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình làm món là ốc bu xào tiêu, tiêu nửa chén tiêu và chấm với nước muối ớt siêu cay. Bắt đầu bạc, đầu tiên là mình bạc lò lên đó, bạc lò lên và mình cho mỡ vào, khô chảo cho mỡ vào đó, miếng mỡ thôi. Mình cho tỏi, đầy tỏi, tỏi băm nhuyễn các bạn, tỏi băm nhuyễn. Để mình lấy cái giá bạc. Rồi, cuối cùng là mình đem ra bỏ ra, mình xào cái điều này. Đây gần, đây gần, đổ gần vô. Xào cho đều. Các bạn, không quá. Xong tới mình đổ ốc vào, ốc này, ốc bù bụi đổ bù vào và đi. Mình đổ miếng mắm vô. Bột ngọt vô, mình bỏ miếng bột ngọt vô các bạn, ngọt vài nữa đó, sao cho đều đó. Để mình lấy cái nắp các bạn. Đây mình lấy nắp cái rồi đây. Mình lấy đẩy lại, mình thăm lại cho nó đẩy liền. Đó. Mình bây giờ mình sẽ làm chén muối ớt siêu cay. Đây là có gì á. Miếng bột ngọt. Để lấy khẩu muối, à quên lấy khẩu muối. Đây, đây là một cái khẩu muối, mình bỏ hai muỗng muối. Hai muỗng muối. Mình bỏ một muỗng bột ngọt, muỗng rưỡi đi, muỗng rưỡi bột rồi, muỗng rưỡi bột ngọt. Mình sẽ bỏ hết ớt vậy, bỏ hết được, chén ớt đầy hơn được.
ngon. Thử nha. À chuột bà cố. Ngon quá. Bây giờ mình coi thử ốc chín chưa. Ngon quá bạn, ốc ngon. Thằng đi, chờ chín rồi. Chút nữa bạn. Miếng này, nè, canh nè, múc vào. Ngon, mà chua, chua bạc phố. Thôi, giờ mình bỏ tiêu vô ba. Đó, một chén tiêu này luôn, bỏ hết luôn. Mình dằn chút đường bạn ba, dằn miếng đường vô cho dịu lại, còn một muỗng đường thôi đó. Xào lên. Còn nước rồi, ngọt đã ngọt mà. Để miếng nước vô cho sạch sạch được. Không nước vô cho nó sạch sạch rồi. Khô quá, sạch năm chín. Cho nó hầm lại chút. Rồi, 50 phút này chính xác. Lứt. Nhỏ lại. Rồi, mình coi thấy chín chưa. Rồi mình đem được đĩa. Mình đã chuẩn bị một cái dĩa rồi. Mình đem vào dĩa. Cuối cùng dĩa mình cũng đã hoàn thành. Bưng xuống này một dốc chả bá lửa tắm với mướp siêu cay, dốc siêu cay tắm với mướp siêu cay, hai ăn cái được siêu siêu cay. Mình mới chuẩn bị này đây, đây có đây lấy ra từ con lứt. Ngon quá. Ngon. Mềm thơm. Cay, ngon lắm. Thử con. Bao đã. Ớt lên. Ớt. Bạn thấy ớt. Hôm một. Tiêu nhóc chân hút nè.
Nóng 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 muối làm tiêu là tiêu tinh ninh chính hãng bà, mình cài lắm trong bãi tiêu ở Cà Mau, chứ mà khi mình mua nó pha không cài tiêu tinh ninh. À dạ. Mở bạn ơi, nóng quá bạn hết rồi. Mở bên đây. Ngọt mềm. Thấm vô tiêu, ngon. Quốc miếng nữa bạn, ngon quá, nó mọc, cài mà cố thì không cài, tại gán, vô mở bạn nha, giật cái nè, mời bạn. Ngon. Cài bà cố luôn. Bạn nhớ đăng ký kênh Dân Mạnh Miền Tây không? Nhấn đăng ký ở góc bên phải đó. Và nhấn chuông để được đón video tiếp theo. Bạn lên YouTube bạn gõ là Dân Mạnh Miền Tây nhảy lên cái hình mình đang ngồi uống cà phê bạn. Các bạn nhấn nút bên đỏ nên đỏ để đăng ký hoặc subscribe bạn, nhấn subscribe hoặc đăng ký, rồi các bạn bấm chuông theo dõi video tiếp theo. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngon quá bạn, cay ngon, nè cũng không được. Tiêu gừng và tỏi lứt. Ngon lắm bạn, ngon. Tiêu à. Cái mọc lứt cũng lắm. Quá ngon. Nước cạn. Nhân tắc bạn, nhân tắc. Cay quá, nhân tắc là cay. Ồ, rồi mình ăn cục này nữa, còn như mình chừa bà xã mình. Bà xã mình vậy. Ta mình ăn ớt lắm, cũng ăn ớt lắm các bạn. Ăn ngọt hơn mình lắm. Thôi, mời cả bạn miếng cuối cùng. Ngon. Cái mọc. Cài mà khô. Thôi còn nhiêu đây là mình để dành cho bà xã của mình đó, để dành cho bà xã mình, chúc bà xã mình gì ăn. Thôi mình Hoàng Giang xin kính chào các bạn nha, tạm biệt bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.
các bạn nhớ đăng ký kênh ha, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Bye bye bạn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.